coziness, là cái tổ ấm của cô. Thì cô quyết định xây một cái tổ ấm. Và con cô có đi làm hay là sao thì bạn ấy vẫn có hai cái phòng trống available cho bạn nhé. Nhưng mà con đẹp được vinh dự ra mắt hai họ, kể các cháu sẽ được về chung một nhà để mà xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Dành cho tiệc cưới ngày hôm nay, để dành cho một điều thật là đặc biệt. Thấm đã cất công chuẩn bị tiết mục này suốt cả một tuần nay mặc dù rất là bận rộn. Chú rể Thanh Tâm thân mến, cô dâu Thấm Đặng đã đặc biệt chuẩn bị cho ông xã mình một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là một cặp đôi đồng hồ Hublot tính ước thời gian đá bạc mãi mãi bên nhau trị giá 1 tỷ đồng. Và xin một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt cho điều đặc biệt này, thưa quý vị. Mười năm qua anh đã chăm sóc cho chị em như thế nào thì vẫn tiếp tục như vậy nha, và vẫn phải để chị em ăn hiếp đó. Dù ngoài kia con trăm công nghìn việc thì con nhớ cũng dành thời gian chút ít ngồi bên vợ mà ăn hết chén cơm. Đừng bực bội khi vợ không ngát hương thơm như những ngày nó còn con gái. Vì tất cả thời gian con đã lấy, con bé chẳng còn chút thời gian chăm lo cho riêng mình. Đừng bao giờ con làm những điều có lỗi. Tìm người hiểu mình khó
con ơi, mẹ cũng rất muốn nói với con nhiều lời, nhưng điều cuối cùng là mẹ muốn con hiểu lấy, ở thế gian này nhà nào cũng có mái. Dù mái nhà con chưa tới 1m65, mẹ chúc hai con hạnh phúc đến trăm.